I'm lonely, lonely, lonely. So help me, to survive. Vô bánh, vô bánh. Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi câu cá, mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi video của Phúc Khang. Dính được một em cá chim rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Cá rất là to. Cô chú anh chị và các bạn xem video đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang lại câu xong sông Phước Long. Địa điểm câu này rất là lý tưởng, rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Thì thường ngay chỗ cái ngã ba sông này Phúc Khang hay câu là cá chim với cá chê rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Xa xa kia là khu chung cư của Đức Khải, quận 7. Nước thì hiện đang lớn, nước nó cũng hơi đục nhưng mà cá cũng ăn cũng nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang thì cuối tuần thì Phúc Khang có rảnh thì Phúc Khang đi câu một chút xíu chứ Phúc Khang cũng không có đi câu thường nha cô chú anh chị và các bạn. Ôi, dính kìa. Vô á. Kéo lên liền cho chừng đứt dây, từ từ. Vô bánh, vô bánh. Có lúa rồi, có lúa rồi. Đứt chứ. Này đã tí xíu là đứt rồi, rớt rồi. Đứt còn hai lưỡi đi. Được hai em nha, rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Hai em cá chim rất là to, một con khoảng 1 ký của chú anh chị các bạn. Hình như bữa nay đấu đá thôi, mai mới đá thôi. Đó là Thái Lan. Địa điểm này câu là rất là tí lý tưởng luôn nha cô chú anh chị và các bạn, rất là đẹp. Hiện nước này đang lớn, câu cá rất là ngon luôn. Ngồi câu cá mà nghe ngỗng với chim én nó kêu nghe đã tai luôn. Trôi ngộp luôn. Giống như sắc pháo luôn. Ai thả rác xuống quá trời không biết. Đó đó đó. Này chắc cá nhỏ á, cá nhỏ rẻ đó. Cá lớn là nó gị rồi. Video của Phúc Khang xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Video Phúc Khang sẽ tiếp theo phần sau. Mời cô chú anh chị và các bạn đón theo dõi và ủng hộ cho Phúc Khang. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn. Lonely, lonely, lonely.